Cảm ơn quý vị trở lại phần thứ nhì điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hành và Lê Bích Trâm. Tiếp nối là bản tin Hoa Kỳ áp đặt thuế thép và nhôm nhập từ Canada, Mexico và châu Âu. Phải chăng là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và châu Âu đã bắt đầu? Vâng, vào hôm thứ Năm tuần này 31 tháng 5 2018 thì Hoa Kỳ loan báo tiến hành việc áp đặt các sắc thuế mới đánh vào thép và nhôm nhập cảng từ châu Âu, Canada và Mexico, chấm dứt 2 tháng miễn trừ cho các vùng nói trên và có khả năng khơi ra chiến tranh mậu dịch với các đồng minh quan trọng nhất của Mỹ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 2018 thì đối với Liên hiệp châu Âu tức là EU, Canada, Mexico, chính phủ Hoa Kỳ áp dụng sắc thuế 25% lên thép, 10% cho nhôm nhập cảng vào Mỹ. Và thưa quý vị, mặc dù giới chức EU đã có những cố gắng thương thảo với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross vào những giờ phút chót, nhưng mà quyết định cuối cùng thì ai cũng biết là quyết định của Tổng thống Donald Trump. Và ông đã lấy cái quyết định đó thì cho đến giờ phút này không mấy ai còn hy vọng là có thể tránh được một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và EU. Và như vậy thì mở ra viễn cảnh không mấy tốt về kinh tế, chẳng những là chỉ riêng cho châu Âu, bởi vì nước Mỹ cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề từ những biện pháp trả đũa của EU. Thì giới phân tích cho là Đức sẽ là nước mà bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong Liên minh châu Âu khi mà bị áp đặt sắc thuế mới này, là vì Mỹ nhập cảng thép cuộn nhiều nhất của Đức ngoài EU với khối lượng là cả triệu tấn mỗi năm. Và việc áp đặt sắc thuế đặc biệt lên thép và nhôm, giới phân tích cho là ông Tổng thống Trump đang muốn gọi là đẩy bật thép của EU, thép nhôm của EU ra khỏi thị trường Mỹ. Tuy nhiên thì hồi đầu tháng 5 2018 thì Liên minh EU đã thông báo cho WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới, là họ đã chuẩn bị sẵn sàng những biện pháp trả đũa trong trường hợp một cuộc chiến thương mại nổ ra. Thì theo đó, từ ngày 20 tháng 6 2018, một số mặt hàng của Mỹ như rượu whisky, như bơ đậu phộng, xe gắn máy, quần jean sẽ bị đánh thuế như là một sự phản công. Và số lượng hàng hóa này mà bị đánh thuế có thể lên đến 1,6 tỷ đô la. Thưa quý vị, chúng ta nên biết là tại Hoa Kỳ này thì ngành công nghiệp thép nhôm tập trung là ở Pennsylvania và Ohio, là hai tiểu bang quan trọng về mặt chính trị. Thì đời tổng thống nào cũng cần phải giành được ít nhất là một trong hai tiểu bang này để mà bảo đảm việc tái cử. Thì việc mà ông Trump thắng ở cả hai tiểu bang này vào năm 2016, một phần là nhờ vào chiến dịch chống lại gọi là thương mại không công bằng và những cái lời cam kết là sẽ cứng rắn với các đối tác thương mại. Thì với bước đi mà áp đặt thuế thép nhôm như vậy thì có lẽ là Tổng thống Trump muốn lấy lòng giới cử tri lao động thợ thuyền ở các tiểu bang trọng yếu này trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 sắp diễn ra vào cuối năm nay. Mặc dù nhiều chuyên gia kinh tế, trong số này có cả cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, đã lên tiếng cảnh báo, nói là việc làm của ông Trump có thể khơi mào cho một cuộc chiến tranh mậu dịch toàn cầu và kinh tế Hoa Kỳ có thể bị ảnh hưởng và bị thiệt thòi. Thì thực tế là cái việc tăng thuế thép khó có thể giúp gì cho nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là khu vực chế tạo của Mỹ. Một số nghiên cứu đã kết luận là vào năm 2002, khi mà Tổng thống Bush con cũng đã áp đặt lấy cái chính sách áp đặt thuế thép, nhưng mà rốt cuộc thì lại phản tác dụng và thành ra lợi bất cập hại đối với nền kinh tế Mỹ, là vì một số nhà sản xuất mà cần có nguyên liệu thép nhập cảng đó thì giá thành sản xuất nó tăng cao, cho nên đẩy chi phí tăng lên. Những cái nhà sản xuất đó đã đẩy chi phí đó cho người tiêu dùng. Và như vậy thì một số khác cũng phải tìm đến các vật liệu thay thế rẻ hơn, và hậu quả là gần 20.000 job của người công nhân Mỹ đã bị mất. Thì thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, ý kiến cho là chính sách tăng thuế quan để mà bảo vệ công ăn việc làm của người dân Mỹ chỉ là một hình thức mị dân của ông Tổng thống Trump để mà kiếm phiếu, bất kể hậu quả tiêu cực cho nền kinh tế Mỹ và cũng là thiệt hại đối với quan hệ với các nước đồng minh. Thì khi mà chiến tranh thương mại bùng nổ thì những nước đồng minh đó chắc chắn sẽ có những cái biện pháp thích hợp để mà đối phó. Thì cho nên ngay cả những cái doanh nghiệp của Mỹ cũng đang rất là lo lắng, thì vì các mặt hàng của Mỹ là sẽ bị đánh thuế nặng tương ứng, thì xuất cảng sẽ giảm và sản xuất sẽ bị đình trệ, kéo theo nhiều phản ứng dây chuyền không thể lường trước. Thì anh Khắc Hành đánh giá ra sao quyết định này của Tổng thống Trump thưa anh? Vâng, trong cái chuyện mà ông Trump khơi mào ra những cái cuộc chiến thương mại đối với Trung Quốc, đối với châu Âu, thì mình nghe không có nghĩ ít những cái ý kiến mà chê trách và bất mãn, là cho rằng là ông Tổng thống Trump chả có biết gì về kinh tế, về chính trị cả.
ông cứ đưa ra một cái mục tiêu là nước Mỹ trên hết rồi để mà thúc đẩy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, tạo công ăn việc làm cho công nhân Hoa Kỳ, chỉ bằng cái cách là cứ đi đánh thuế hàng của người ta nhập vào Mỹ thì là một cái sự lầm lẫn lớn. Và bởi vì không có một cái quốc gia nào hiện nay mà có thể phát triển kinh tế bằng cái cách là tự cô lập mình và chỉ có sản xuất và tiêu thụ ở trong nước. Nếu mà đưa ra những cái nhận định như thế thì tôi lại sợ rằng những cái người có cái nhận định như vậy lại chính là cái người mà là hơi hấp tấp và hơi lầm lẫn. Bởi vì trong cái nguyên tắc thương mại, nếu mà mình đánh thuế hàng người ta thì người ta chắc chắn đã kiếm cách trả đũa và đánh thuế lại hàng của mình, thì cả hai bên đều thiệt hại, là cái điều mà chắc chắn là ngay cả những học sinh trung học người ta cũng biết như thế rồi. Ông Trump là một cái người mà chúng ta thấy cả đời lăn lóc ở trong thương trường, lại là tổng thống Hoa Kỳ, thì ông không thể có một cái ý nghĩ quá đơn giản là cứ đánh thuế người ta là cái kinh tế của nước mình nó phát triển. Chắc chắn là trong những cái hành động đó nó phải có một cái mục đích gì nó lớn hơn, nó sâu xa hơn. Dĩ nhiên chúng ta thấy một điều là đâu phải là ông làm cái quyết định này một mình ông. Chúng ta thấy là trong cái quyết định này chắc chắn phải có Bộ Tư pháp, Bộ Tài chánh đúc kết những cái nghiên cứu và đưa ra những cái lời cố vấn cho ông ta. Và chắc chắn là ông ta cho nắm trong tay những cái phương tiện, những cái đủ những cái tin tức, những cái phương tiện tình báo để mà thẩm định ra là một cái kế hoạch nào đó, một hành động nào đó có thể thành công hay không. Chỉ có một cái điều duy nhất là tại vì ông hành xử những cái hành động mà tôi nói lẽ là từ trước giờ người ta chưa ai thấy bao giờ cả. Ông ấy phá vỡ những nguyên tắc chính trị, những nguyên tắc ngoại giao nó có từ lâu đời nay, mà thành ra là người ta chắc chắn là trong những cái cuộc gọi là những cái hành động có cái vẻ như cách mạng kiểu đó, phá lệ kiểu đó, thì người ta chắc chắn là cũng phải là e dè hay là lo sợ. Vâng, chúng ta thấy rằng người ta đã từng lo sợ rằng trong một cái chính quyền của ông á, mà nó thay đổi nhân sự nhiều quá, người thì bị đuổi, người thì tự ý ra đi, như thế thì nó sẽ gây ra một cái sự hỗn loạn. Nhưng mà rõ ràng là trong chính quyền của ông, cái sự hỗn loạn đó nó không xảy ra. Thế mà ngoài ra cái chuyện mà cái người cũ đi rồi một người mới tới, mà rốt cuộc thì ông hình như ông cũng đã xây dựng được một cái đội ngũ lãnh đạo rất là thống nhất theo ý muốn của ông rồi. Rồi trong cái vấn đề Bắc Triều Tiên thì giới chính trị của quốc tế đã từng chê ông là phi ngoại giao, có những cái lời nói mà nó quá hung hăng đến nỗi mà giống như là tiêu diệt Bắc Hàn, thì nó có lẽ là nó đẩy cái chiến tranh nó đi tới căng thẳng. Nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta thấy cái thượng đỉnh Mỹ với Bắc Triều Tiên hiện nay, dù rằng nó chưa biết cái kết quả như thế nào, thế nhưng mà phải thành thật mà nhìn nhận rằng là thế giới chưa bao giờ có một cái hy vọng rằng là một cái vấn đề gai góc của thế giới có thể được giải quyết trong cái hội nghị thượng đỉnh này như ngày hôm nay đây. Và rồi chúng ta lại thấy trong cái vấn đề mà về quốc phòng, hiện nay mình mới nghe cái chuyện là New York Times sau nhiều cái tháng đi điều tra đã tiết lộ một cái tin động trời, nói là vào cái tháng 2 vừa rồi đó đã có một cái cuộc chiến đẫm máu giữa lực lượng của những biệt kích Delta Force của Hoa Kỳ với lại những cái quân mà đánh thuê của Nga, trong cái để mà bảo vệ cái nhà máy khí đốt Conoco của Hoa Kỳ. Nội dung nói rằng là đã có một cái lực lượng 500 quân coi như là đánh thuê của Nga đang tính tấn công cái nhà máy Conoco của Hoa Kỳ đó, thì do 40 lực lượng biệt kích đặc biệt là Delta Force đã coi như là đã bảo vệ đó. Thì kết cuộc lại là 40 biệt kích này đã ngăn chặn thành công và coi như là đã đánh bại cái lực lượng đó. 300 tên lính đánh thuê của người Nga đã bị tiêu diệt. Thì chúng ta thấy có việc đó thì nó thấy như thế nào? Phải nói rằng là cái lực lượng, cái khả năng quân sự của Hoa Kỳ hiện nay đó, nó có thể nói là có một cái sức mạnh nó khó lường. Rồi trong cái vấn đề Iran, người ta cũng đã sợ rằng Iran sẽ, nếu mà lấy ra Hoa Kỳ rút ra khỏi cái lực lượng của Iran thì sợ nó sẽ gây ra hỗn loạn ngay. Nhưng mà thực tế mình thấy rõ ràng cái sự hỗn loạn nó đã không xảy ra. Mình chỉ thấy là cái chuyện mà cái ông ngoại trưởng của Iran coi như chạy đôn chạy đáo cầu cứu Tây Phương. Mà mới đây đó, ông Giuliani, tức là cái ông mà luật sư mới tham gia vào cái đội ngũ của ông Trump, gần như là ông đây là một cái phát ngôn viên bán chính thức của ông Trump, thì nói rằng là
trong cái việc mà Hoa Kỳ rút ra khỏi Iran là Tổng thống Trump muốn áp lực vào người dân chúng của Iran để mà coi như là thay đổi chế độ, lật đổ cái chế độ của Khamenei. Tức là mình thấy rõ ràng là trong cái vấn đề Iran đó, ông Tổng thống Trump muốn giải quyết nó bằng một cái tận gốc, tận rễ của vấn đề. Và rồi trong cái vấn đề của Iran đó, mình thấy ló ra một cái khía cạnh như thế này. Trong cái vấn đề Iran, Hoa Kỳ là một cái quốc gia đứng mũi chịu sào. Thế nhưng mà khi mà ký được cái thỏa thuận mà coi như mình gọi là thỏa thuận nguyên tử Iran đó, xả bớt cái cấm vận cho Iran, thì rõ ràng công ty Hoa Kỳ không có lợi bằng những cái công ty của Tây phương. Chúng ta biết là cái tâm lý mà nó thù địch truyền kiếp của Iran đối với Hoa Kỳ đó, khiến cho những công ty của Hoa Kỳ làm ăn không ra gì ở đó cả. Mà ngược lại, những đại công ty của Pháp như là Total hay là đại công ty của Đức chẳng hạn như là Daimler hay là Mercedes đó, thì là ăn nên làm ra rất là dữ dội ở Iran. Thành ra tại chúng ta mới hiểu là tại sao những cái quốc gia Anh, Pháp, Đức đó, một rất là đồng lòng coi như là muốn bảo vệ Iran, tức là bảo vệ những cái đại công ty của họ làm ăn ở Iran đó. Thành ra tuốt cuộc chúng ta thấy rằng là chính những ngay cả những cái quốc gia nào cũng vậy, quốc gia Tây phương vậy, cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình là trên hết, thì ông Trump cũng có quyền làm như thế. Có điều là có những cái mục đích của chúng ta, của ông Trump sẽ là những gì, nhắm tới những cái mục đích gì, có lẽ chúng ta cũng chưa biết rõ. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều là như thế này. Hiện nay ai cũng phải công nhận rằng là những cái tình thế hiện tại là do chính ông Trump ông tạo ra. Và thế giới thì cũng cứ chạy theo những cái tình thế do ông khuấy động. Một cái người có thể làm chủ động được tạo ra cái tình thế như mình muốn thì khó có thể là một cái người chịu thua thiệt đâu.